Redmi Note 12 Turbo đang có giá cao hơn cả chiếc Redmi Turbo 3. Các bạn không nghe nhầm đâu nha. Nhưng mà vẫn rất nhiều bạn chọn chiếc máy này. Tại vì sao thì bắt đầu video nhé. Rồi, trên tay mình là chiếc Redmi Note 12 Turbo phiên bản Harry Potter. Phiên bản này thì sẽ đắt hơn phiên bản thường một chút. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ đánh giá về chiếc Redmi Note 12 Turbo thôi. Và mình sẽ không đả động gì tới cái phần Harry Potter các bạn nha. Và như ở đầu video thì mình nói là cái mức giá của chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy, phiên bản thường nhá, nó cao hơn cả chiếc Redmi Turbo 3. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy sẽ chỉ còn phiên bản dung lượng cao thôi, toàn RAM 16GB các thứ, nên mức giá sẽ khoảng tầm gần 6 củ. Trong khi chiếc Redmi Turbo 3 ấy sẽ có phiên bản tối thiểu RAM 8GB, bộ nhớ 256, thì mức giá sẽ khoảng 5 củ rưỡi thôi. Đấy, các bạn lưu ý nha, giá con này cao hơn vì là phiên bản RAM cao hơn, chứ mà nếu mà cùng phiên bản RAM ấy thì chiếc Note 12 Turbo vẫn sẽ rẻ hơn một chút. Và để mà biết lý do tại vì sao mọi người vẫn chọn chiếc máy này ấy, thì đầu tiên mình sẽ lướt qua một chút cho anh em về trang bị cấu hình của chiếc Redmi Note 12 Turbo nha. Đầu tiên sẽ là về thiết kế của máy này. Phiên bản Harry Potter ấy thì nó sẽ chỉ khác cái mặt lưng thôi anh em nhá. Nói chung thiết kế của chiếc máy này thì ở mức cơ bản, không xấu cũng không quá đẹp nha, đa số mọi người thấy ok. Và ưu điểm ấy, chúng ta sẽ có một chiếc máy rất là mỏng nhẹ rồi, và cụm camera sẽ không bị lồi quá nhiều anh em nhá. Đấy, đặt trên mặt bàn không sợ bị cập kênh. Rồi thì khung viền của máy này, tuy chỉ là nhựa thôi nhưng mà cũng được làm đúng trend anh em nhá, gần tay. Cầm nắm một tay khá là thoải mái thôi, chưa gọi là sướng lắm đâu nha. Màn hình của chiếc Redmi Note 12 Turbo về mặt hiển thị thì mình sẽ không đánh giá quá cao nha. Đây là một cái màn hình OLED này, độ phân giải Full HD, tần số quét 120Hz, tốc độ cảm ứng là khoảng tầm 240 và độ sáng tối đa toàn màn hình sẽ là 1000 nits. Cái màu sắc hiển thị của nó thì ở mức cơ bản thôi anh em nhé. Đây, mình bật một đoạn video cho anh em xem. Nếu như mà các bạn đang quen dùng những cái màn hình như kiểu là Redmi K70 này, Realme GT Neo 5 hay là iPhone với cả Samsung ấy, khi sang chiếc Redmi Note 12 Turbo các bạn sẽ cảm nhận được là cái màn hình nó không quá tươi, nó cảm giác là hơi tối nhẹ một chút. Đấy, như mình nói là mình không đánh giá cao cái mặt hiển thị của chiếc máy này, nhưng mà điểm cộng ấy, các bạn nhìn xem cái phần viền của nó thì là tương đối mỏng trong tầm giá nha. Cằm mỏng này, nó sẽ chỉ dày hơn trán một xíu thôi. Đó, thì với những bạn dễ tính thì mình tin là sẽ hài lòng với cả chiếc Redmi Note 12 Turbo. Chỉ có những bạn kiểu khó tính này, hay là những bạn mà dùng nhiều máy cùng một lúc ấy, thì sẽ nhận ra là màn hình của chiếc máy này không đẹp mà thôi. Nhưng mà may, dù sao cũng là OLED rồi thì đấy, màu đen rất là sâu nha. Các bạn xem phim ban đêm thì không sợ bị mỏi mắt. Và tất nhiên rồi, chiếc máy này cũng sẽ có hai loa stereo, và mình nói trước là loa em này ấy, ở mức cơ bản thôi nha. Đó, khi mà để mắc âm lượng thì không dè, và âm bass thì cũng có cảm nhận được, nhưng mà khi mà các bạn nghe các bạn sẽ nhận ra ngay đây là một chiếc máy không quá cao cấp, chất âm nó rất là bình thường thôi anh em nhé. Hai loa stereo, loa trên thì có tách riêng rồi nên là âm lượng sẽ không quá lệch đâu. Loa dưới vẫn to hơn một xíu nhưng mà rất khó để mà nhận ra nha. Và điểm cộng thì đấy, chiếc máy này sẽ có giác tai nghe 3.5mm cho anh em. Về hiệu năng, Redmi Note 12 Turbo sử dụng con chip là Snapdragon 7 Plus Gen 2. Đây là một con chip rất ok trong tầm giá anh em nhé. Đây, chấm điểm số AnTuTu thì được khoảng hơn 1 triệu điểm. Đây sẽ là phiên bản AnTuTu V10 nha. Nhưng mà vì là mình áp sang phiên bản ROM Poco rồi nên hiệu năng sẽ kém đi một chút. Chứ còn chiếc máy này ấy, ROM gốc này hay ROM TN ấy, nó sẽ mạnh hơn một chút các bạn nha. Và hiện tại với con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 ấy, các bạn dùng chiếc máy này vẫn quá là mượt mà nhé. Kể cả khi áp sang giao diện ROM Poco, gọi là cái giao diện mà hay bị giật ấy, nhưng mà dùng vẫn ok. Đấy, tại vì con chip này quá mạnh trong tầm giá mà. Chẳng qua giao diện Poco thì hơi delay thôi. Và khi mà chơi game đi, hiện tại Redmi Note 12 Turbo vẫn đủ sức để cho các bạn quẩy ôn game. Tất nhiên là Genshin Impact thì chơi được trung bình thôi. Muốn chơi tốt ấy, các bạn vẫn phải gắn sò vào nhá. Còn các game tầm trung như kiểu là PUBG này, Free Fire, COD, Liên Quân, Tốc Chiến, các bạn max setting vài năm không phải nghĩ.
đây là một chiếc máy tương đối mạnh trong tầm giá, được chưa? Và đấy, cộng đồng người dùng của Redmi Note 9 Turbo thì rất là đông đảo anh em nha. Hiện tại là chiếc máy này mình up sang phiên bản ROM Poco rồi, để dùng làm máy chính kiểu đỡ chậm thông báo ấy, full tiếng Việt luôn nhá, HyperOS luôn. Và chiếc máy này thì là gốc MIUI, nên các bạn có thể là unlock miễn phí, cài ROM dễ dàng, được chưa? Về pin với sạc thì Redmi Note 12 Turbo sẽ ở mức là cơ bản tốt trong tầm giá. Chúng ta sẽ có viên pin là 5000 này, đi kèm với cả sạc nhanh 67W. Và nhu cầu cơ bản của mình đi, mình dùng văn phòng thôi, không chơi game nhiều thì một ngày rất là thoải mái anh em nhé. On screen 6-7 tiếng, sạc 67W thì các bạn sạc tầm nửa tiếng, 45 phút lại dùng tiếp, ok. Về camera thì mình nghĩ đây cũng không phải điểm mạnh của chiếc Redmi Note 12 Turbo. Phần cứng hết sức bình thường thôi. Ảnh mình chụp trong phòng này, nói chung là chất ảnh của nhà Xiaomi thì thường xuyên sẽ bị hơi tối anh em nhé. Với máy Xiaomi thì các bạn sẽ phải chỉnh sáng lên này, kéo sang màu xanh, ảnh nó sẽ sáng sủa hơn. Camera góc siêu rộng, khi mà chụp đủ sáng thì chất lượng ảnh không khác biệt quá nhiều so với cả cam chính nha, nhưng mà vẫn hơi tối, được chưa? Mình có thử chụp selfie ngược sáng này. Nói chung là thuật toán của nhà Xiaomi thì đang ngày một cải thiện rồi, da mặt khá là mịn, màu sắc cũng gần ok rồi nha. Xử lý HDR không vấn đề gì cả, được chưa? Đằng sau không cháy, mặt vẫn hiển thị tốt. Chụp xuôi sáng thì có đẹp hơn, nhưng mà màu sắc thì vẫn chưa bằng Realme Oppo được, vẫn kém một chút nha. Khi chụp ngoài trời ngược sáng này, đấy, vì là một cảm biến không quá xịn nên là các bạn nhìn xử lý không ok lắm nhỉ. Chủ thể hơi bị tối nha. Hôm nay Hà Nội thì cũng hơi nhiều mây nên là trời sẽ không trong lắm. Camera siêu rộng này. Nói chung về chất lượng ảnh của chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy, nó sẽ ở mức là cơ bản đủ dùng anh em nhé. Không thể nào đòi hỏi quá nhiều được, vì sao? Đây là một chiếc máy thiên về hiệu năng mà. Video cam sau này 60fps. Camera siêu rộng thì sẽ chỉ có 30 thôi. Cam selfie có 60 anh em nhé, quay TikTok ok, đúng không nào? Ngược sáng này. Một điểm cuối cùng đi, rất tiếc là mặc dù có màn hình OLED nhưng mà chiếc Redmi Note 12 Turbo ấy vẫn dùng vân tay tích hợp với cả phím nguồn thôi anh em nhé. Hơi phèn một chút nhỉ, thực dụng nhưng mà không sang trọng lắm. Tổng kết lại về Redmi Note 12 Turbo, đây vẫn là một chiếc máy hiệu năng ok và khá là toàn diện trong tầm giá. Nhưng mà rõ ràng rồi, nó sẽ thua kém chiếc Redmi Turbo 3 khá là nhiều. Màn hình thì viền trên dày hơn này, loa không hay bằng, chip thì kém hơn tầm khoảng 15-20%. Camera chụp đêm cũng kém hơn, sạc chậm hơn. Nhưng mà tại vì sao nhiều người vẫn thích chiếc Redmi Note 12 Turbo là bởi vì, đấy, như mình nói, chiếc máy này thì là gốc MIUI các bạn nhé. Có thể up ROM một cách dễ dàng và miễn phí. Trong khi chiếc Turbo 3 ấy, unlock cái ROM mất 2 củ nha. Và đấy, chiếc máy này thì có jack tai nghe 3.5mm, trong khi chiếc Turbo 3 thì bị cắt giảm mất rồi. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 12 Turbo trong tầm giá khoảng tầm 5-6 củ ấy, các bạn thấy có xứng đáng hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua chiếc máy này mình sẽ để dưới phần mô tả cùng với cả bình luận game. Giờ xin chào, bye bye.